năm 2024 bản exclusive độ hơn 100 triệu tiền đồ thì có gì? Thì hôm nay đang có một con Mazda sinh năm bản exclusive lên hơn 100 triệu tiền đồ, thì em lại giới thiệu cho các bác để các bác tham khảo, các bác nghiên cứu để lên đồ. Đấy. Đầu tiên thì xe này thì em lên full phim full PPF bảo vệ ngoại thất. Đấy, chơi cái dòng Nick cao cấp này. Nick cao cấp nhá. Xe này dán rồi á, dán full phim dán full PPF rồi đó. Đấy, anh em nhìn, các bác nhìn thấy mới không ạ? Rất là mới, rất là bóng, và đặc biệt là cái này có cái tính năng là tự phù hồi vết xước. Trong xe thì bạt ngàn đồ luôn, không thiếu một cái thứ gì cả. Đấy, cam hành trình là phải có này. Đấy, 70mm Xiaomi A500S, con này thì cực kỳ trâu bò luôn. Một Android Box D265 của thương hiệu Zetec này. Con này thì đang gọi là làm mưa làm gió luôn. Và một bộ cảm biến áp số lốp không thể thiếu. Cảm biến áp số của IK, năng lượng mặt trời. Một bộ sàn da Lavo siêu đẹp. Dòng này dòng xịn đấy. Đó, và xe này cũng dán full phim 3M Crystalline. Full phim 3M Crystalline. Đấy, chiếc xe này đã đây, logo 3M đây. Đó. Xe này lên full phim 3M Crystalline, bỏ phim cũ dán phim mới, rất là ăn chơi luôn. Và còn hóa cứng cả cái lồng vè đằng sau nữa. Xe này thì nói chung là bên em vừa hoàn thiện xong thì tầm hơn 100 củ thôi. Bác nào mà đang cần lên một combo cho những chiếc xe mới, những chiếc xe mà anh em chuẩn bị nhận, cần lên những cái món đồ cần thiết, thì em mời qua AK Thái Nguyên gặp em.